Người vợ hoa mắt đau đầu vì đống hóa đơn phải tính toán. Không ngờ lúc này, người chồng ngốc nghếch nghe con số đã nói ra đáp án sau một giây, tổng cộng là 3.472 lượng. Người vợ cho rằng anh chồng đang gây rối nên đã chửi anh té tát, sau đó tính lại từ đầu, kết quả phát hiện đáp án giống hệt với chồng. Trầm bá na, huynh vừa nói cái gì? 3.482 lượng. 3.482 lượng. Người vợ vô cùng kinh ngạc, cho rằng anh chẳng may chó ngáp phải ruồi, vì thế đưa ra một đề bài mới, nghe rõ nhé. 1.728.4 lượng cộng 5.267.2 lượng trừ 1.727.1 lượng trừ thêm 2.456.4 lượng cộng 501.6 lượng trừ 327 lượng trừ 46 lượng là bao nhiêu? 2.742.7 lượng. Người vợ vội vàng dùng bàn tính lại, phát hiện người chồng nói đúng. Trầm bá na, hóa ra huynh trước giờ vẫn giả ngốc. Ta trước giờ không ngốc. Người vợ não nhảy số, lập tức dỗ dành anh ngồi xuống tính toán cho mình. Không ngờ người chồng chỉ biết vẽ linh tinh trên sổ, cố tình phá đám. Người vợ tức giận nổi cơn tam bành, như này được rồi, ta đọc huynh trả lời. 4.356 lượng, trừ 2.240 lượng, cộng 0.3 lượng, bằng bao nhiêu? Bằng 1.716.3 lượng. Người vợ nhanh chóng tính xong sổ sách của một năm, sau đó mang đến cho nhạc phụ. Biết được cô chỉ dùng một buổi tối đã tính toán xong, nhạc phụ vô cùng kinh ngạc và liên tục khen cô, còn quyết định bồi dưỡng thành người tiếp quản. Điều này khiến cô vô cùng vui, lập tức dẫn chồng đến miếu cầu phúc. Không ngờ lúc này Trầm bá na cậy hết toàn bộ đá quý kẹp trên giá, miệng còn không ngừng nói đá vỡ. Sự việc rất nhanh đến tai người cha, ông vội vàng mang ngân lượng đến đền cho phương trượng. Sau khi hiểu nguyên nhân hậu quả, phương trượng không những không tức giận, ngược lại còn mời Trầm bá na phân biệt tất cả châu báu trong chùa. Cái này cũng là giả. Chỉ trong một phút, Trầm bá na đã lấy hết toàn bộ đá giả trong chùa ra. Trầm bá na, sao con lại nhìn ra? Con dùng mắt nhìn. Sao ta lại không nhìn ra? Cha, vậy thì cách mà cha thường ngày vẫn dùng để phân biệt cái nào là đá quý thật, cái nào là đá quý giả là như nào? Đó là đá nhuộm màu. Đây là giấm trắng. Đá quý sau khi ngâm với giấm trắng, màu sắc của đá quý thật sẽ không thay đổi, còn đá quý giả sẽ phai màu. Quả nhiên, đá quý rất nhanh đã bị phai màu, điều này khiến cho người cha không thể tin được. Sau khi con trai bị ngã, rõ ràng chỉ có trí tuệ của đứa trẻ lên 5, không ngờ lại có tài năng thiên phú này, nhưng mọi người đã thay đổi, cho dù có thiên phú, bởi vì ảnh hưởng của trí tuệ, anh cũng chỉ có thể là một cậu bé, điều này thật là đáng tiếc.